Sau cơn mưa dông lớn chiều ngày 6 tháng 5 năm 2021, không ít nhà dân ở phường 14, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đã bị mất mái tôn như thế này. Những hộ dân sống dọc hai bên đường Hoài Thanh, phường 14, quận 8 cho biết sự việc xảy ra khoảng 14 giờ chiều cùng ngày. Lúc đó, mưa lớn kèm gió giật mạnh đã khiến nhiều mái tôn nhà dân bị cuốn bay loạn xạ, nhiều tài sản bị hư hỏng nặng. Nhiều người dân sống lâu năm khẳng định hơn 20 năm rồi mới thấy dông lốc như thế này. Chiều cùng ngày, ông Trần Ngọc Thuận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 14, quận 8 cho biết, chính quyền địa phương đang tập trung xử lý sự cố, giúp các hộ dân có nhà bị tốc mái có chỗ ngủ, sau đó sẽ thống kê thiệt hại cụ thể của từng hộ dân để lên phương án hỗ trợ.